Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop Dẹp 88. Chương trình siêu giảm giá sinh nhật 10 năm đã kết thúc, nhưng những cái mẫu xe Twitter này vẫn đang được sale đến hết Noel. Thì giám đốc bên em có gửi công văn xuống là vẫn sale cho những mẫu bác nào đang yêu đam mê mẫu xe này có cơ hội lần 2 và duy nhất cuối cùng để mua những chiếc xe này trong năm 2020. Đây là những mẫu Twitter. Đây là chiếc Twitter Sportif Pro phiên bản Simulo Tierra 4700. Xin lỗi các bác, Simulo Tierra Claris 2400 tay ngang. Con này hiện tại là size 45 màu đen đỏ. 45 đen đỏ đang được sale cực khủng, giá đang được niêm yết trên website xe đạp 88 là 13.900.000 đồng. Và trong video hôm nay, chiếc xe này sẽ được sale xuống chỉ còn hơn 11 triệu đồng. Chỉ hơn 11 triệu đồng là các bác thể sở hữu chiếc xe này bằng cách các bác nhấc điện thoại lên và alo hotline bên em 0933 522 186. Về cấu hình của xe thì xe được thiết kế khung carbon, dây âm sườn. Đấy. Group sử dụng group đó là Simulo Claris, gồm cả đằng trước Simulo Claris, đùi đĩa nhôm Prowell Oxy OZ này 5034T loại mới nhất, cắt CNC, đĩa có thể tháo rời được, khi các bác bị cong vênh có thể tháo rời bằng 5 ốc ở đây. Đấy. Ngoài ra củ đề sau sử dụng củ đề Simulo Claris, Claris chạy 8 tầng nếp Nip Sunshine 6IPN, Mayer Retropec dạng lổ, dùng bi bạc đạn, căm dẹt, vành Retropec liềng 4cm, Retropec liềng 4cm, nhôm 2 lớp, chân van là gạo xăm lốp Kenda này, phụ phanh là Retropec này, yên là yên Titter này, cọc yên carbon này, bô tăng vi đông nhôm Titter, và tay đề xuống tay đề Simulo Claris, tay phanh Simulo Claris luôn. Đều sử dụng đồ Shimano nên rất cực kỳ xịn. Cụ phanh trước là Retropec này và xe có sử dụng mở khóa nhanh. Mẫu xe này đang được sale cực kỳ sốc luôn. Giá sale hiện tại đang được gọi là rẻ nhất thị trường luôn. Đối với những cái mẫu mà đề chạy đề Retropec thì nó không thể so sánh được những cái con này đâu nhá. Đề Retropec không thể so sánh với thương hiệu Shimano được. Shimano là một thương hiệu rất là lâu đời rồi. Nó đã trải dài trên khắp thế giới, được rất là nhiều hãng sử dụng. Nên những bác nào mà đang muốn sử dụng một chiếc xe đạp khung carbon group Shimano và giá được sale Noel năm nay, hãy alo hotline bên em 0933 522 186 hoặc 0936 307 317. Đây là chương trình duy nhất nên các bác hãy alo cho bên em càng sớm càng tốt, vì đây là số lượng xe chỉ có hạn thôi. Cảm ơn các bác dành ra xem video. Chương trình sẽ kết thúc đến hết ngày 25 tháng 12. Xin chào các bác.